Meat. Carrots. Yogurt. Fish. Bread. Fish. Bread. Meat. Carrots. Listen and repeat. Rice. Meat. Carrots. Yogurt. Fish. Bread. Bread. Listening 115. Listen and chant. Rice. Meat. Carrots. Yogurt. Fish. Bread. Bây giờ các bạn nhìn vào trong sách giáo khoa, look at your book. H-A-T. Open your book. 84. Yes. 180. Cẩm Vân ơi, Cẩm Vân chuẩn bị sách cho cô nhá. Con xong rồi cô ạ. Ok, các bạn nào xong rồi thì chỉ vừa giơ tay lên thôi là cô biết là các con đã xong rồi nhá. Bạn nào sẵn sàng rồi. Ok. H-A-T. Okay, what food can you see? Look at the photo, look at the pictures. Can you tell me what food? Các bạn nhìn vào trong bức tranh này, nói cho cô nghe là các bạn có thể nhìn thấy những cái đồ ăn gì. What food can you see? Khánh Toàn nào? Salad. Salad. You say again, salad. Salad. Okay, what else? Salad. Okay. Why salad? Chúng ta còn nhìn thấy cái gì nữa nào? What can you see? Why? Carrot. Phương Anh nào? Con thưa cô là yogurt. Yes, yogurt. Yogurt. Very good. What else? Toàn, very good. Có nghĩa là carrot. Carrots. Okay. Now you will listen. Okay, Hami. What can you see? Đường truyền của bạn Hami bị gián đoạn rồi. Đây chúng ta sẽ nghe nhé. Chúng ta sẽ nhìn vào trong sách cho cô. Rà soát này, dùng ngón tay chỉ vào từ câu 1 để chúng ta đọc nhá. Listening 116. Listen and read. Sao lại bị tắt đi vậy cô? Rice, meat and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy? No, I don't. No carrots for me. What do you like, Billy? Do you like yogurt? Yes, I do. Okay. First your carrots, and then a yogurt. Good boy. Here's your yogurt. I like yogurt. Oh no! Listening 116. Listen and read.
rice, meat and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy? No, I don't. No carrots for me. What do you like, Billy? Do you like yogurt? Yes, I do. Okay. First your carrots and then a yogurt. Finished. Good boy. Here's your yogurt. Mmm, I like yogurt. Oh no! Ok, nào bây giờ các con nhìn vào trong sách để trả lời câu hỏi của cô nhé. Look at your book. Look at your book. Does Billy like carrots? Does Billy like carrots? Who can answer? Raise your hand. Nhìn vào trong sách. Does Billy like carrots? Billy có thích carrots không nào? Does Billy like carrots? Ok, Thanh Vân. No. No. Yes. No, no I don't. No, Billy. Billy, not you. Đây chúng ta đang hỏi về bạn Billy nhé. Chúng ta nhìn vào sách để trả lời. Đây là bạn Billy chứ không phải là you. Does Billy like yogurt? Does Billy like yogurt? Does Billy like yogurt? Yes. Me. Yes, yes. Or no? Yes. Me. Yes. Okay. Yes. Yes. Billy likes yogurt. Very good. Okay, look. Khi chúng ta muốn hỏi là bạn có thích gì không, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Do you like yogurt? Câu hỏi các con lên giọng cuối câu cho cô nhé. Do you like yogurt? Yes, I do. Các bạn đọc theo cô đã nè. Nào, các bạn đọc lại theo cô đã nè. Do you like yogurt? Do you like yogurt? Yogurt. Thứ nhất là các con đọc ngắn gọn vào một chút và thứ hai là các con lên giọng cuối câu cho cô nè. Do you like yogurt? Do you like yogurt? Không có S gì đâu nha. Do you like yogurt? Do you like yogurt? Yes, I do. Yes, yes I do. I do. Nào, cô mời bạn Phương Anh đặt câu câu này nào. Do you like carrots? Ờ, cô hãy đọc nhanh hơn một chút nhé. Do you like carrots? Do you like carrots? Đúng rồi, nói do you like mà này. Do you like carrots? Do you like carrots? No. No, I don't. No, I don't. Khánh Tàn ơi, đọc lại cho cô nào. Do you like yogurt? Do you like carrots? Yogurt. No. Trả lời nốt nào con. Con cũng bị choáng ra ấy. No, I don't. Chắc là mạng của nhà internet nhà Hà My là nó đang không ổn định hay sao ấy. Cô thấy con cứ đi ra đi vào cả bạn Cẩm Vân nữa. Cứ bị tụt cái ghế ra. Ở tầng 3 mà mạng nhà con ở tầng 2. Đấy, thế là nó hơi yếu một chút đấy. Thanh Vân nào, đọc cho cô nào. Nghe bảo cô. Với cả nghe nó không rõ cô. Lên này, do you like carrot? No, I don't. Có thể là hôm nay là trời mưa trên mạng nó cũng hơi bị kém hơn một chút. Các bạn đọc cho cô nào. What do you like? Muốn hỏi bạn mình thích cái gì thì mình hỏi là what do you like? What do you like? Cẩm Vân ơi. Dạ. Có ngồi một chỗ được không con? Cầm máy đi đâu đấy? Cầm máy đi đâu đấy? Hello Mai Phương. Chào cô ạ. À. Chào con. Giờ học của mình là 8:35 nhé con nhé. Vâng ạ.
Ok. Nào bây giờ cô mời một bạn hỏi, một bạn trả lời cho cô xem là bạn mình có thích ăn cơm không và trả lời theo cái dấu này, tức là no. No. Cô mời một bạn hỏi nhé. Phương Anh nào, you ask and Khánh Toàn answer. Do you like rice? Cô nói lại nào, do you like rice? Rice. Cô nói cả câu nào, do you like rice? Do you like rice? Khánh Toàn. No, I don't. Very good. Nào Khánh Toàn hỏi để Hà My trả lời nào. Khánh Toàn con hỏi đi. Khánh Toàn hỏi cho cô nào. Khánh Toàn không nghe thấy à? Hà My hỏi trước vậy. Hà My hỏi để bạn Mai Phương trả lời nào. Do you like bread? Do you like bread? Yes, I do. Very good. Nào Phương, Mai Phương hỏi để Cẩm Vân trả lời nào. Do you like carrots? Yes, I do. Very good. Khánh Toàn hỏi nào, Khánh Toàn hỏi được chưa nào? Khánh Toàn hỏi và Anh Vân trả lời nào. Do you like meat? Very good, no I don't. Anh Vân hỏi nào và Phương Anh trả lời. Lên giọng lên một chút nha bạn. Do you like fish? Do you like fish? Tự làm đấy. Em tự làm. Trả lời nào. Tôi cố tắt mic của các bạn đi rồi bật mấy cái mic của các bạn đọc okay, lên để con nghe nó ồn ồn ạ. Phương Anh ơi. Phương Anh kìa. Yes, I do. Ok, yes, I do. Mai Phương, you ask and Hà My, you answer. Có không nghe rõ được. Ai không nghe rõ được hả con? Con, vừa nãy con này nó chào chào không nghe rõ được ạ. Ừ, rồi ok. Con nghĩ cô nên tắt mic của các bạn đi. Cô tắt rồi con ạ, các bạn cũng không mất trật tự đâu. Nhưng mà do đường truyền nó hơi yếu, hôm nay nó hơi yếu một chút chứ không bạn nào mất trật tự cả. Và Mai Phương hỏi nào. Và bạn Hà My trả lời nhá. Mai Phương, you ask. Do you like yogurt? Lên giọng cuối câu con ơi. Do you like yogurt? Do you like yogurt? Yes, I do. Do, yes, I do. Yes, I do. Do, the, do, chứ không phải là chu nhé con nhé. Do. Ok, yes, I do. What do you like? Now, what do you like? Cô mời bạn Phương Anh sẽ đặt cho cô câu hỏi là what do you like? Toàn. Nào, Phương Anh hỏi đi. Hỏi xem bạn Toàn thích cái gì trong số này nào. Phương Anh sẽ đặt câu hỏi là what do you like? What do you like? Ok, Toàn. What do you like? Fish. I like fish. Ok, now Toàn ask. Bây giờ Toàn hỏi và My trả lời nhé. What do you like? Nào, lên giọng hay xuống giọng nào. What do you like? What do you like? Ok. My ơi. Yes, I do. Nào, bây giờ không hỏi yes với no nữa. Không trả lời yes với no nữa mà hỏi what do you like? Tức là bạn thích gì trong số này nào. Thì mình sẽ trả lời là I like rice. Ok. Now Hà My ơi, you ask. Hà My hỏi đi con. Vâng. What do you like? What do you like? What do you like? Cẩm Vân. Cẩm Vân trả lời nào. Con thích cái gì thì con sẽ nói là I like yogurt. Very good. Now Cẩm Vân, you ask. And Mai Phương answer.
Cẩm Vân hỏi nào. Do you like? No, no, not do you like. Bây giờ hỏi xem là bạn mình thích cái gì, mình sẽ hỏi là what do you like? What do you like? Okay. I like yogurt. I like yogurt. Okay, now Mai Phương, you ask and Thanh Vân, you answer. What do you like? Nào xuống giọng đi con. Cái này phải xuống giọng. What do you like? What do you like? Okay. Okay, I like rice. Very good. Các bạn nhớ là nếu mà mình hỏi do you like thì mình sẽ lên giọng. Còn khi mình hỏi what do you like thì mình lại xuống giọng nhé. Ok, exercise 3. Các con mở sách ra cho cô nào. Bài này đã làm chưa? Rồi. Có bạn nào hình thức chưa làm bài này không? Con làm rồi. Đúng. Con làm rồi. Con làm rồi ạ. Cô xem lại đáp án này. Cô mời một bạn đọc cho cô picture 2. Ôi cô không thấy. Ôi cô không thấy ạ. Trang bao nhiêu ạ các con ơi? Bạn nhắc cho Phương 81 ạ. Phương Anh mở trang 81 nào. Sách classbook nha. Con nhìn thấy chưa? Con đang mở sách gì? À đấy, sách này đúng rồi. Trang 81 ạ. Làm chưa? Đây trang 13. Trang 81 đâu? Đây là đang trang 90 này. Ừ, nhanh lên mất thời gian của cô nhé bạn. Cô mời một bạn đặt cho cô câu số 2, picture 2. Hà My nào. Do you like bread? Bread? No, I don't. Very good. Picture 3. Cẩm Vân nào. Con sẽ đến rồi. Đây. Do you like fish? No, I don't. Rồi, Cẩm Vân chưa có sách hả con? Có rồi ạ. Ừ, con có thể nhìn vào trong sách nhé. Number 4, picture 4. Toàn. Ok, Khánh Toàn. Do you like carrots? Yes, này. I do. Ok, đây là bài trước Tết mà chúng ta vừa đã học rồi. Con làm rồi cô ạ. Rồi, bây giờ bài speaking này. One ask and one answer. Một bạn hỏi và một bạn trả lời cho cô. Các con có thể tự chọn nhé. Nhưng bạn trả lời sẽ phải nhìn theo cái mặt ở bên cạnh để xem là trả lời yes or no. Cô mời bạn Hà My và Mai Phương nào. Hà My hỏi trước, Mai Phương trả lời. Do you like ice cream? Yes, I do. Okay, Mai Phương, you ask. Hà My, you answer. Mai Phương hỏi đi con. Do you like bread? Yes, I do. I do, okay. Cẩm Vân và Khánh Toàn nào. Toàn hỏi trước đi. Do you like beer? Meat. Toàn hỏi lại nào. Toàn ơi. Do you like meat? Ok, Cẩm Vân. Yes, I do. Ok, nào. Cẩm Vân hỏi nào. Con trả lời đi. Yes, I do. Ok, nào Phương Anh. Phương Anh và Thanh Vân nào. Thanh Vân hỏi trước nhá. Yes, I do. I do. Không phải là do nhá. I do. Yes, I do. Nào Phương Anh hỏi nào. Phương Anh, you ask. Do you like
Nhanh lên nào Phương Anh ơi. Con Dung ơi. Ơi. Anh chung với cả là bạn An Khánh không học không có. Thôi nhá, không nói. Con có thể chọn ở trong số này: meat, rice, ice cream, tomatoes, bread or yogurt. Do you like? Do you like ice cream? Okay, do you like ice cream? Thanh Vân. Okay, yes I do. Good. Các con làm bài tập ở trong sách workbook trang 8687 chưa? Mở trang 8687 ra con xem nào. Trong sách workbook nhá. Cô đã chưa chưa nào? Cô đã chưa chưa nào? Có bạn nào chưa làm không? Ok. Ôi tập 687 cô chưa làm. Bạn nào chưa làm đấy? Con chưa làm. Ok, nào mở trang 8687 chúng mình chữa nhá. Chữa. Đi gì đâu? Thôi nhà con chưa in ạ. Không, ở trong sách workbook mà con. Ừ. Tại vừa nãy của con bị loát ra ấy, nên là con không biết. Đây, chị đây. Tay workbook nhá. Vâng. Kiểu này giống là cô cầm mù. Trang bao nhiêu cô? Trang 86. Các bạn mở sách ra được chưa? 86. Con mở được rồi. Đúng bài của cô dơ lên chưa? Đúng bài này chưa? Nghĩ chưa rồi trang gì ạ? Bài này gì? Các bạn dơ lên cho cô xem nào. Các bạn đã có sách chưa nào? 7 đấy. 6-7 đấy. Rồi, ok, Khánh Toàn được rồi. Rồi, Thanh Vân được rồi. À, đi lên nào. Đây. Trang 86, tay quốc quốc nào. Mai Phương ơi, có sách chưa con? Con không có trang đấy, con gửi trang 86 rồi đấy mà. Trang của con khác với trang của cô. 80. Thôi, cô trang 80 với trang 84 mới có bài này ạ. Trang 80 à? 80 với 84 cô ạ. Vậy không lẽ... Đúng rồi cô ơi, đúng rồi cô ơi. Ok, thì có thể là sách của các bạn nó hơi khác số trang của sách của cô. Các bạn mở đúng cái trang này cho cô nhá. Rồi, con mở rồi ạ. Rồi, ok. Cái bài này đã làm chưa? Lấy bút chì. Rồi, con chữa nhá. Chưa ạ. Chưa, chưa, con. Làm con chưa làm. Thế là chữa. Tập trung vào cô hướng dẫn như nào. Con làm hết chỗ này. Chết. Là. Ok. Các con nghe cô hướng dẫn khác của cô. Các bạn mở được cái trang này chưa? Thế là sách của các bạn là trang bao nhiêu đấy? 80-81 ạ. Ừ, thế con mở trang 80-81 lên nào. Cứ biết là đúng cái bài này cho cô nhá. Không thấy rồi.
Tất cả đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn nhìn vào bức tranh này. Mỗi bạn có một cái khẩu phần ăn riêng. Thế và bạn nào có thì chúng ta sẽ sử dụng dấu tích. Nó có nghĩa là has got, tức là có. Và dấu cross có nghĩa là hasn't got. Bạn trai này, boy, the girl, the boy and the girl. Các con hãy nhìn xem trong cái đĩa của bạn con trai này có cái món gì. What has he got? Thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào. Và trong cái đĩa của bạn girl này có cái gì thì các con sẽ đánh dấu tích vào. Has got. Cái gì không có thì các bạn đánh dấu cross, chính là hasn't got. Ok. Các bạn đã làm được chưa? Now, the boy yogurt. Take a cross. Nào, nói cho cô xem nào. Take a cross yogurt của bạn trai. No. Cross. Okay. Cross. What about fish? Has he got fish? No. Cross. Has he got carrots? Carrots. Tick. Có carrots đây đúng không? What about rice? Has he got rice? Yes, he got rice. Has he got bread? No. No bread. Okay, what about the girl? Meat? Take a cross? Con không thấy tỏi. Meat? Cross? What about yogurt? Take a cross? Take. What about fish? No. Has she got fish? Yes, fish đây này các con này. Đây là fish này. I like fish. Fish. What about carrots? Has she got carrots? Yes. Yes. Has she got rice? Has she got rice? No. No, no rice. And has she got bread? Yes. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải thoát ra để vào lại đấy nhá. Bây giờ cô sẽ thoát ra và các con vào lại cho cô nhá. Vâng, vâng.